Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cởi lem một con 300 tóc cần có ký hiệu là BNB nha tất cả các bạn. Thì con này tên là BNB Bed nha bạn. Bed Boom. Thì đây thì những người có rất là nhiều cởi lem thành công nè các bạn. Có hai ba người bị lỗi con chắc này. Thì để cởi lem được thì các bạn cần copy con chắc cái phần link mô tả của mình nha bạn. Nếu bạn nào mà cởi lem không được thì chia sẻ cái video mình dán lên trình duyệt Google Chrome thì các bạn claim được các bạn. Thì đây claim được con này thì các bạn cần có một chút phí mạng là khoảng 0.4 đô BNB các bạn. Thì các bạn bấm qua một gỡ nữa các bạn. Ôi là sorry các bạn. Các bạn chỉ bấm gỡ thôi các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ người nhận là cái địa chỉ là con chắc của nó các bạn. Rồi các bạn bấm được không các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm tiếp tục. Mình tốn là 0.00064 BNB, phí mạng là khoảng 0.32 đô các bạn. Không được 0.32 đô, 0.3 đô. Rồi bạn bấm nút nạp, bạn gỡ các bạn. Sau khi bấm nút gỡ thì các bạn chờ nó thực hiện một lệnh giao dịch các bạn. Thành công cái. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi ok, mình đã gửi xong các bạn. Rồi các bạn qua một tìm kiếm, các bạn dán con chắc của nó vào các bạn. Sao không thấy ta. Đây mình tìm, sorry các bạn, đây mình tìm kiếm lại các bạn. Con chắc đúng rồi mà kỹ ta. Phan các bạn, để mình vào trang ESK này mình check các bạn. Ok, nó đã về được 300 token BNB nè các bạn. Thì mình cũng vừa check con chắc trên HSCan, mình mới BCScan mình mới biết được các bạn. Thì các bạn copy con chắc của nó nè các bạn. Đây thì tại cái máy mình nó dung lượng nó yếu nên nó không có ấy. Kỹ ta. Sao ra về trên trang HSCan của mình mà sao nó không hiện cái ta. Đi drop, đây mình tìm các bạn. Con này chắc mình mắc ép thông số của nó vào quá các bạn. Cái này nó chưa có lượng volume giao dịch các bạn ơi. Tổng cung của nó có 100 triệu thúc cần nữa các bạn. Thì các bạn tìm trên YouTube không có thì các bạn manage của nó vào quá. Các bạn copy con sắt của nó. Số thập phần là 9. Các bạn bấm qua YouTube collect mình này. Dán tìm kiếm lại cái nữa không có hả? Rồi các bạn không có thì các bạn bấm vào một tự động thêm tiền mã quá nha các bạn. Đâu ta? Tự động thêm tiền mã quá nè các bạn. Các bạn bắt địa chỉ hợp đồng đây nè các bạn. Tên, ký hiệu. Phan để mình coi tên gì các bạn. Khoảng chậm xíu nha các bạn. Phan các bạn. Tên thì các bạn copy cái tên ở chỗ này nha các bạn. Tôi cần bét mâm nè. Bạn copy này nha các bạn. Bạn sao chép đây nè. Ký hiệu là BNB. Bạn dán tên nó vào đây nha các bạn. Cho mình dễ nhớ. Ký hiệu là BNB nha các bạn. Số thập phần là 9 nha tất cả các bạn. Rồi bạn bấm nhục làm xong. Rồi bạn bấm đáp ngang các bạn. Rồi bạn xuống đây bạn kiểm tra các bạn. Ok, mình đã nhận được 300 tóc cần BNB nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cởi lem tóc cần BNB đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.